Nếu không phải lúc này thì tại vì bạn chỉ cần để thua game mà thôi thì cái tinh thần của bạn sẽ rất là dễ dàng bị sụt giảm. Thế nhưng ở đầu sau thì nó hơi khó. Và thời điểm này là thời điểm mà sẽ cần phải chiến thắng nhanh cho Viking. Có thể là game chiến thắng một ván, tôi dự đoán sẽ là như vậy. Một cái trận đấu sẽ hứa hẹn nó rất là hấp dẫn. Tôi chỉ mong muốn 3 ván mà thôi. Đến ván 3 được thì thật ra ai thắng cũng được cả. Tại vì cả hai đội đã chứng minh qua một tuần thi đấu, qua hai trận của mỗi đội, cái kỹ năng xử lý đến từ các người chơi đều là cực kỳ tốt. Imo đường giữa đang có được cái sự đa dạng dành cho Gam. Levi thì vẫn là một cái phong cách cũ, vẫn là khả năng carry những tình huống di chuyển chính xác. Còn Kia'Jaze khu vườn trên vẫn là khả năng carry cực kỳ khủng khiếp của anh ta, đặc biệt chính là cái máy đấu Aatrox. Còn với bên phía bên kia thì cái khả năng xử lý từ KT có sự hoàn thiện. Guri thì đang bật lên thành một cái người chơi rừng carry rất là tốt dành cho anh phía của Viking. Guri chắc chắn rồi, đây sẽ là một cái chìa khóa rất là lớn dành cho bên phía của Viking ở trong mùa giải năm nay. Nhưng mà bên cạnh cái chìa khóa đó thì tôi sẽ có một cái dấu chấm hỏi dành cho bên phía của Viking, đó chính là Nano ơi, ngày hôm nay khi mà anh ta đã đội với Kia'Jaze thì phong độ của anh ta sẽ là như nào? Ngày hôm trước thì anh ta đối đầu với Hazmat, đối đầu với Hero thì anh ta vẫn đang làm tốt, nhưng rõ ràng Kia'Jaze là một người chơi ở khu vực đường trên chưa bao giờ gọi là đánh mà có kẻ hở cả. Cho nên ngày hôm nay nếu như mà Nano thật sự vượt qua luôn được cả Kia'Jaze, hay chính xác hơn là chỉ cần cầm hòa được Kia'Jaze khu vực trên để cho nửa dưới bản đồ của mình vận hành một cách trơn tru, thì rõ ràng Nano đang là một tiềm năng ở tại tương lai của VCS. Tôi cũng rất thích cái sự tự tin của Nano và hy vọng ngày hôm nay anh ta sẽ có được một màn trình diễn tốt trước một trong những chiến thần hàng đầu của phương đứng trên tại VCS chúng ta, đó chính là Kia'Jaze. Cấm vận chọn đã bắt đầu rồi. Gam bên phía đội 1, Viking bên phía đội 2, Ashway và Cassante là những vị tướng lại bỏ đi. Có rất nhiều sự tôn trọng dành cho bản thân cả Nanoe cũng như KT luôn khi cấm vào hai con tướng đã giúp cho Viking có những cái sự thành công. Thậm chí là Ashe, trong Sogan nó rất là chiến ở khu vực đúng dưới rồi. Và khăn lây đường của anh ta, thậm chí là những cái tình huống đại băng tiễn gọi là qua nhiều cái khoảng cách đến từ bên phía của Sogan nó rất là tốt nữa. Chọn đầu Tristana dành cho anh phía của Ga, một sự lựa chọn mang thiên hướng an toàn giúp cho Imo ở khu vực đường giữa. Tuần trước thì cái chân đầu nhảy giúp cho bên phía của Ga thắng khá là hay. Và khả năng tấn công bên tình phía của Imo cũng rất là tốt. Nhưng đối đầu với anh ta ngày hôm nay đó chính là KT, một người chơi có khả năng farm rất là hiệu quả. Chúng ta đang thấy rằng các cặp đôi Ezreal có kia được chọn cùng với nhau khá là nhiều tại ngày thi đấu hôm nay. Rất nhanh, theo bài mà thôi, từ bên phía của Viking, nghĩa là họ đã có được những cái tính toán từ trước rồi. Khi mà thấy bên kia chọn Tristana thì ngay lập tức sẽ là một cặp đôi có kia kết hợp với Ezreal. Nhưng Gam đang đưa ra một lời đáp trả cũng tương đối thú vị, đó chính là Senna kết hợp với Nautilus. Đây sẽ là một trận đấu đánh rất là thiên thùng dành cho Levi cộng với lại Imo nha. Khi mà cặp đường dưới đến từ bên phía của Gam đã quyết định đánh theo kiểu là support rồi. Và tôi đang thắc mắc là liệu con Soraka cầm lao của Levi có thể xuất hiện ở trong cái ván đấu này nữa hay không. Tại vì đây rõ ràng đang là một cái form để có thể giúp cho Nidalee có thể quay trở lại. Tôi cũng đang rất mong chờ màn thể hiện của Levi với các bạn Nidalee trong ván thi đấu này. Khi mà một ngày thi đấu mà thế cũng dễ hiểu mà thôi. Khi mà trong những cái ván đấu trước đó không phải là Neo làm không tốt, mà vấn đề là đây là một cuộc chiến nó không chỉ mang lại những điểm số mà nó còn nặng rất nhiều về danh dự và cái tinh thần của hai bên nữa. Cho nên hãy cứ trở về những cái gì mà bên phía Gam vẫn đang làm tốt, nó sẽ là an toàn hơn dành cho bên phía Gam. Và nếu như họ có thành công trong ván 1 thì ván 2 có thể suy nghĩ về việc thay đổi lại khả năng carry dành cho Neo cũng chưa phải là quá muộn. Thì để xem có Nidalee trong ván tiếp này không đây. Hai bên đang nhắm lên khu vườn trên, nhưng mà có một lựa chọn đó là cấm đi con Brand bị cấm đi cũng dễ hiểu mà thôi. Kennen bị cấm đi thì khả năng khá cao là muốn đánh tới chút chịu khu vườn trên, bạn tránh những cái việc khả năng đè đường tốt đến từ Kia'Jaze. Thì những cái lượt cấm nhắm thẳng vào người chơi như thế này, Talia cũng đã bị loại bỏ, thì để chờ xem lựa chọn đầu tiên ở lượt phase 2 này đến từ Viking sẽ là vị tướng nào đây. Khả năng khá cao thì nó sẽ chọn rừng, chưa sự chọn cuối cùng cho Nanae, tại vì lựa chọn sau nó vẫn sẽ an toàn hơn khi bạn ở phía team 2. Nhưng mà ở cái meta này thì rừng counter cũng tương đối quan trọng, cho nên để xem bên phía của Viking họ chọn gì. Nếu bạn chọn rừng tăng ở khu vực lục, chính xác hơn là bạn chọn top tăng ở khu vực đường trên, thì việc chọn trước cũng không phải là vấn đề khi mà bạn đã loại bỏ đi rất là nhiều vị tướng ở khu vực trên và thậm chí quyết định là live pick cá sấu dành cho Nano ơi. Cái sự tự tin đến từ người chơi đường trên của Viking đang thật sự là cao nha. Còn phía bên kia thì Gam lần này họ bắt buộc phải lộ ra con bài đi đường của mình mà thôi, nhưng trước đó ở khu vực trên Kia'Jaze sẽ lấy gì để có thể đối đầu với lại con cá sấu này? Illaoi là một sự lựa chọn hay. Hơi khó. Aatrox vẫn đang Aatrox còn được. Đó. Nhưng mà Aatrox đi đường không dễ. Aatrox đi đường thì gặp một vài khó khăn. Đúng vậy, vào giao tranh thì bạn khỏe thật đó. Nhưng mà đi đường với là con rẻ tinh thì Aatrox nó vẫn gọi là ở cái thế yếu hơn một chút. Tôi nghĩ nó chỉ sẽ sợ khoảng chừng 3-4 cộng đầu tiên mà thôi. Khi những cái tình huống quy của Aatrox hồi chiều khá là lâu.
trao đổi sát thương sẽ là lỗ hơn so với cá sấu, nhưng khi có cái độ 5, cái độ 6 rồi thì tôi nghĩ rằng nó không còn là cái vấn đề quá nặng nữa. Và đây cũng không phải là một cái kèo mà Kenya chưa gặp bao giờ, thì tôi nghĩ anh ta sẽ xử lý tốt. Nhưng không có Sonoka cầm lao, chúng ta đang có một Guri đánh, Guri có thể đánh được. Nelly kết hợp với lại Đĩa Tông ở khu vực trên, và thậm chí là Leona nữa. Đây là có thể cái firm dành cho Guri ấy, nhưng mà quan trọng là anh ta có đánh hay không mà thôi. Nếu như mà chọn con Nelly dành cho anh phía Guri thì cảm giác là thật ra nó cũng không mạnh, tại vì nếu như bạn đánh với là còn có kia đường giữa, Nelly không khỏe. Đúng rồi. Đúng là nhìn vào đội hình thì được đó, nhưng mà bạn phải đánh chung với đội đường giữa của bạn trước đã. Có kia và Nelly là cặp đôi bạn, bây giờ bạn nhìn con Tristana phía bên rất khó. Hùng chiêu là gần như bạn đã phun xe nhảy vào. Cho nên đây là một sự lựa chọn mà tôi cảm giác rằng Viking họ an toàn nhiều hơn. Họ một đấu sĩ đường trên thì họ bù chống chịu ở khu vực rừng. Đây là dạng hiệu khống chế chống chịu một xíu, sát thương cũng sẽ có chứ không phải là không. Và đây là một đội hình mà rất nhiều khả năng mở đến từ phía của Viking so với đội hình của Ga. Cũng đừng quên là Maokai có thể lên theo thị trường semi được, là nửa phép nửa. Thì là sẽ là dạng vừa khống chế vừa chống chịu một xíu và có sát thương rất nhiều đến từ cái mặt nạ nữa. Đang là những cái cấm ở chọn rất hay đến từ cả bên. Và chúng ta đã sẵn sàng đến với ván đầu tiên giữa Gam và Viking, và hãy cùng đến với hai vận động viên chúng ta. Rất cảm ơn Hoàng phân tích và chào mừng các bạn đã đến với trận đấu giữa Gam và Viking. Đây là trận tái đấu giữa hai đội đã có mặt ở trong trận chung kết của mùa trước, và cả hai vẫn đang muốn giữ vững mạch bất bại của mình. Cả hai đội đều đang có được mạch thắng và phong độ hiện tại của họ đều được đánh giá vô cùng cao. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì tất cả chúng ta đều mong đợi xem thử là thực lực giữa Gam và Viking sau khi có những sự thay đổi về lượng nhân sự nó sẽ như thế nào, và họ đùa nhau rằng đây sẽ là một trận chung kết sớm. Chúng ta sẽ có khá là nhiều trận chung kết sớm ở mùa giải này, khi mà có một, tôi cảm giác rằng nếu như có một số sự điều chỉnh đến từ các đội nhóm dưới tạm thời, ví dụ như là Team Well hoặc Team Secret, thì sẽ là một cuộc cạnh tranh khá là khốc liệt giữa các đội ở tại mùa giải này. Đừng quên rằng chúng ta sẽ có một vòng playoff có tới 5 đội, cơ hội vẫn còn mở rộng cho tất cả mọi đội ở thời điểm hiện tại. Một vòng playoff với 5 đội và không ai muốn lọt vào top 5 đó mà nằm ở top 3, top 4, top 5 cả, tại vì họ sẽ phải đánh rất nhiều và lúc đó game một mạng thôi. Ván thi đấu đầu tiên, cuộc đụng độ đầu tiên giữa Ga và Viking ở VCS mùa hè năm 2024 đã chính thức bắt đầu. Ở trong ván đấu đầu tiên này thì Ga đương kim vô địch của giải đấu bên phía đội 1 và Viking đội 2. Vừa rồi là những bước di chuyển đến từ cả hai đội tuyển để có thể kiểm soát lượng tầm nhìn. Levi chủ động va chạm với Guri phía bên kia và để có thể tiếp tục đứng đây gồm nhau và đoán được vòng rừng đối phương. Nhìn vào những cái điểm ngọc thì Guri anh ta cầm tăng tốc pha. Về đội hình của họ sẽ thiếu về sức mạnh phép thuật. Một đội hình, đúng, đội hình của bên phía Viking có một kết cấu thiên về sức mạnh công kích. Nhưng tôi nghĩ rằng với con Maokai thì giai đoạn ban đầu vẫn đảm bảo được phần nào đó. Một điểm nữa là nếu như bạn đánh một đội hình mà thuần một kiểu sát thương thì bạn sẽ sợ những con tướng chống chịu. Thực ra thì Gam đội hình của họ không có thuần chống chịu, cho nên là đây có lẽ không phải là vấn đề quá lớn cho bên phía của Viking. Thực ra là bên phía Gam Esports vẫn có một chống chịu có thể bù lại được, đó chính là Elio khi anh ta đi chung với Senna. Thì ở đường dưới Nautilus vẫn có khả năng farm được. Và đội hình của Game Sport là một đội hình có khả năng tăng tiết sức mạnh về lâu về dài khá là tốt khi họ sở hữu Nautilus được farm, họ có Aatrox và họ có một Senna với khả năng tích hồn của mình. Nè, tôi nói vui anh thiên xíu thôi nha. Tôi nhớ anh dự đoán Viking thắng mà đầu game khen gan quá. cũng quá tí là dự đoán Âu Rang ngược tí đúng không? Tại vì mỗi khi mà tôi kết luận thì thường xuyên điều đó nó xảy ra ngược lại. Cụm bên dưới thì có va chạm để cặp đôi Senna cùng với Nautilus có thể trao đổi so với Ezreal Leona ở thời điểm đầu. Thì đó sẽ là một cái sự khó khăn rất là nhiều, tại vì lượng sát thương đem ra là hơi thấp nha. Elio đang đi cùng với... Này là gì anh? Thật ra tôi tính gọi là Toàn rồi đó, nhưng mà tôi nhớ ra là bên Gam có hai, cũng là Toàn Trần. Tôi gọi như là bình luận mà gọi Toàn thì ở trong phòng chờ của Gam nhiều khi cũng hơi bị giật mình á. Nên thôi tạm thời bây giờ cứ là neo trước đi ha, để bắt đầu giai đoạn này. Quay ra khu vực đường giữa thì Imo có được con bài, con này gọi tủ chưa ta? Hồi nãy lúc mà trước khi Gam tiến vào thi đấu thì tôi thấy là anh Mụi cùng với Imo cũng đã có một cái giai đoạn luyện tập thể lực rất là nhiều. Khi mà cái đoạn hành lang đó anh Mụi rượt Imo chạy qua chạy lại cũng phải là 4-5 vòng. Cho nên là có khởi động, có làm nóng rồi đúng không? Đúng rồi. Nhảy cho nó nhuyễn cái chân. Tay chân chưa cống đâu. Chúng ta sẽ chờ đợi xem Lệ Môn ngày hôm nay đánh với KT sẽ như thế nào. Cuộc đối đầu này cũng rất là thú vị khi gọi là hai thế hệ của VCS.
hai thế hệ đường giữa của GAM luôn, nói vui là như vậy, với rất là nhiều thành công của KT trong áo của GAM Esports. Chính xác nha, tại vì bên phía của Viking đang sở hữu KT, đường giữa giàu thành tích nhất của chúng ta thời điểm hiện tại, còn Imo đang là đường giữa trẻ tuổi có cơ hội đi quốc tế và sở hữu cấp rất là sớm. Còn khu vực đường trên một điều tương tự, King top của chúng ta là Kiaya, còn Nanoe trước đây anh ta có in game đó là King Shark. Đường giữa đã có nhảy, nhưng đó là nhảy về khi mà Imo cảm giác rằng sát thương của mình sẽ không đọ lại được KT trong pha đó. Cũng hợp lý tại vì đây là một đợt lính mà KT đang bắt đầu đẩy được. Guri thấy đường giữa của mình đẩy được, anh ta tiến vào rừng của Levi. Nhưng đây chỉ là một pha di chuyển chéo cánh mà thôi. Levi đang có mặt ở bãi chim của Guri để lại một con mắt. Trong khi đó thứ mà Guri gửi lại chỉ là một cái chồi non mà thôi. Cả hai sẽ ngừng lại ở việc như thế nào đây? Cả hai đều ngừng lại ở việc đó chính là chờ bãi chim đối phương ra và cướp đi. Vừa rồi tôi thấy Levi có một cái động thái hơi nấn ná, đó là biến về. Nhưng sau khi thấy bãi chim quỷ biến dị của đối phương hồi sinh thì anh ta cũng đứng lại để có thể cướp đi bãi quái rừng này. Và những bước di chuyển tiếp theo từ Guri, họ đang muốn tiến xuống vườn đường dưới để có thể can thiệp vào vị trí của Neo và Elio. Tôi biết là bên phía của GAM họ cũng sẽ đoán được vị trí, tại vì bây giờ rừng đã đổ chéo cánh. Các bạn đang thấy, ngay lập tức bộ đôi đường dưới của GAM họ xác định xem họ cần phải biết sau lưng mình có an toàn hay không. Và bộ đôi Elio và Neo di chuyển vào kiểm soát lại bãi người đá của mình. Họ cũng vẫn bị mất tương đối nhiều, nhưng cái quan trọng ở đây là họ xác định được đối phương đang ở đâu. Còn ở đường trên thì Levi có mặt để hỗ trợ cho Kiaya, chắc chắn sẽ không có một pha đánh liều quá dễ để Nano về. Áp lực là có dành cho Kiaya, tuy nhiên Levi vẫn đứng đây. Nano không dám làm liều vì chỉ cần một tình huống xử lý kỹ năng hụt mà thôi. Cú tốc biến từ Kiaya outplay, Nano sẽ gặp nguy hiểm. Levi có mặt để có thể hỗ trợ Kiaya đẩy được lính này về. Giai đoạn mà chúng ta kể tới ở khoảng 6 cấp độ đầu tiên, khi mà kỹ năng quỷ kiếm đắc kinh của Atrox chưa cung cấp được cái thời gian hồi chiêu nhiều, thì về khả năng trao đổi với K6 nó sẽ là một vấn đề vô cùng lớn. Đây đúng là hai đội đã nhẵn mặt nhau, và đây là hai đội đang có sức mạnh tốt nhất ở tại VCS, cho nên là cảm giác họ cũng đang khá là thận trọng trong giai đoạn đầu của ván đấu này. 5 phút hơn trôi qua, tất cả những va chạm chỉ dừng lại ở mức nhẹ nhàng mà thôi. Và chúng ta hãy cùng điểm qua xem liệu có đường nào bắt đầu có sự chênh lệch về chỉ số lính hay chưa. Đó là ở khu vực đường giữa, KT đang tạo ra khoảng cách Vimo, và ngay lập tức có những người khác có mặt để hỗ trợ cho đợt đẩy này. Nhìn vào cái vòng rừng này, tôi đang thấy là lợi thế hơn dành cho Guri để có thể tác động xuống con rồng. Còn ngược lại, vòng rừng nửa trên đã hồi sinh dành cho Levi. Có phải chăng sẽ là một pha trao đổi mục tiêu đến từ GAM và Viking? Nhìn vào cái thế di chuyển của Guri thì anh ta đang hướng về khu vực sâu. Tôi nghĩ rằng đây là một cái tình huống mà bên phía Viking họ đang muốn làm nhiều thứ cùng một lúc. Họ muốn kiểm tra sâu và áp lực luôn vào khu vực đường giữa, BM ở. Nhưng cái thiên đỉnh kiếm nó chắc chắn là không đủ tầm. Imo vẫn mất khá nhiều tài nguyên nha. Anh ta mất máu, anh ta mất dầm nhảy tên lửa về. Và sau đó thì cái áp lực đến từ phía của Viking vẫn còn. GAM đang phải lùi và nhường lại những con sâu đầu tiên cho Viking. Bắt buộc bên phía GAM phải lùi lại khi đợt lính được đẩy vào là quá lớn. Imo bắt buộc phải ở lại. Và khu vực trên, đây là một kèo thắng dành cho Nanoe. Guri đánh rất chuẩn, anh ta đánh vào đường mà mình mạnh hơn. Viking áp lực được cả đường trên, đường giữa và đường dưới. GAM muốn mở pha tấn công vào Bia. Imo nhảy lên, Bia vẫn còn tốc biến, cùng ánh sáng bắn tới rất chất lượng. Và KT vẫn đang thoải mái cân ba trong pha này. Anh ta vẫn còn khá nhiều máu để có thể rút lui, thậm chí là tiến lên. Guri thả quyền lực thiên nhiên, Levi đang chạy, không còn có tốc biến, bị giữ chân lại. Guri tiến vào chịu sát thương và chiến công đầu cho KT. Viking đánh rất khiếp trong cái pha macro này, khi họ vừa áp được khu vực đường dưới, họ áp lực khu vực đường giữa, ăn sâu khu vực đường trên và sau đó tổ chức một pha phản công để có thể có được chiến công đầu, lấy được cả tốc biến và mạng học đến từ Levi. Guri đã cấp 6, khi đó Levi mới chỉ cấp 5 mà thôi. Chênh lệch về sức mạnh giữa cả hai là rất rõ ràng trong pha vừa rồi. Và cái góc thả quyền lực thiên nhiên của Guri cũng cực kỳ chuẩn xác ở nhịp chạy cuối cùng của quyền lực thiên nhiên, đã giữ chân được Levi. Khởi đầu rất tốt đến từ phía của Viking. Xin nhắc lại một lần nữa, cả ba đường họ đang có lợi thế và họ vừa dứt điểm được Levi. Chúng ta xem vào một pha bắn cung ánh sáng hỗ trợ cực kỳ tuyệt vời, lấy một lượng máu khổng lồ đến từ Imo, và sau đó thì Guri quay ngược trở lại. Những tình huống xử lý biến số đến từ Viking Sport đang là cực kỳ hoàn hảo. Họ là người chủ động hơn, họ sẽ không trao đổi mục tiêu khi đường dưới cũng không có khoảng trống để cho GAM tiến xuống ăn con rồng, khi mà lượng máu mà Shogun ép cho Elio mất đi là cực kỳ nhiều. Triển khai đã rất tốt, bây giờ vấn đề tiếp theo là Viking sẽ phải hướng tới mục tiêu còn lại trên bản đồ. Đó là con rồng đầu tiên. GAM rõ ràng đang không muốn mất trắng con rồng này. Các bạn hãy nhìn số lượng mắt mà GAM đang tổ chức triển khai xung quanh khu vực hang rồng. Họ có một con mắt kiểm soát cắm thẳng vào khu vực đó, cho nên ngay lập tức Viking chưa thể nào có khoảng trống để ăn ngay được. Còn pha di chuyển này của Bia thì đã đi qua tầm nhìn của GAM rồi. Qua chưa ta?
Có rồi, đã có những cú nháy ping xanh rồi. Họ đoán được. BA anh ta thăm minh cái thời gian tồn tại của con mắt đó, nó chưa được chuẩn một chút xíu nào cả. Nó còn khoảng vài giây. Anh ta tiến lên. Và đây, chúng ta vẫn đang thấy những cú nháy ping xanh ở kia nha. Kia nha. Kiểm tra. Anh ta tiến vào cắm mắt kiểm tra. Phát hiện ra là xăng còn nhưng mà khoảng cách nó hơi xa tí cho nên là không sao cả. Những bước di chuyển tiếp theo đến từ bộ đôi đường dưới của Gam. Họ đang hướng lên khu vực rừng không. Đây là rừng cùng với xạ thủ Neo. Levi cùng với Neo đi chung để có thể lên ganh. Nhưng có một mắt đó từ Nanoe, anh ta sẽ phát hiện ra. Khá đơn giản. Cả hai bên đều đang làm khá là tốt cái việc kiểm soát tầm nhìn trong khoảng thời gian vừa qua. Vừa rồi thì Kia cũng cảm nhận được sự nguy hiểm với pha di chuyển của Bia. Nanoe cũng rất đơn giản sử dụng tầm nhìn từ con mắt đó để biết rằng mình đang bị đối phương rình. Và khi bạn đã biết chắc chắn sau lưng của Kia có tới hai người thì chẳng có lý do gì mà đường trên của Viking lại phạm sai lầm cả. Anh ta vẫn đang nhấp nhả cố gắng lấy nhiều thời gian nhất có thể của bên phía Gam trong pha này. Gam không muốn bỏ cuộc, hạt lăn lóc không trúng. Họ vẫn đang có ý định tấn công vào Nane. Chiến binh tình thế được bật sớm, thần cá sấu cũng được bật nè. Cắt qua cắt lại nhưng đã bị giữ chân lại, bị ngủ. Và sau đó là phải nằm xuống trang hồi máu. Cực kỳ tốt và Nane đã có mạng hạ gục trong tình huống cân 3. Nane vô cùng bình tĩnh, anh ta biết mình đang là mục tiêu mà đối phương nhắm tới. Và sau khi mà đối phương đã khởi động với chiêu cuối thì anh ta cũng bật thần cá sấu để quay ngược trở lại giữ chân Kia không ra được. Nếu như Kia ao trụ tầm đó thì sẽ không đủ sát thương. Và cuối cùng sẽ là một đối một khu vực đường trên. Đó là một tình huống mà bên phía đường trên của Viking đã xử lý cực kỳ nét. Anh ta bật thần cá sấu sớm, cố gắng giải quyết hết đợt lính và hồi được một lượng máu rất lớn. Cái khó chịu ở đây là Gam có quá nhiều những cái CC có thể tung ra chuẩn xác ở trong tình huống đó. Anh ta dùng cái vũ điệu cá sấu của mình kết hợp với tốc biến để có thể tác động lên nhiều mục tiêu nhất có thể. Và anh ta hồi lại một lượng máu cực kỳ khủng khiếp. Nanoe xử lý biển số rất hay nha. Anh ta biết được ai là người bị trụ nhắm tới trong một khoảng thời gian rất ngắn và chủ động tấn công trước khi mà đối phương chạm vào người mình. Đối phương phải bỏ tới 3 người nhưng cuối cùng vẫn là một đội một. Thì rõ ràng đường trên của Viking vẫn làm xuất sắc nhiệm vụ của mình. Và lợi thế đang hiện ra rất rõ. Chúng ta đang nhìn thấy một cái lợi thế gần 2.000 tiền dành cho Viking. Chỉ sau hơn 11 phút thi đấu, họ cũng lấy được toàn bộ những mục tiêu lớn có mặt ở trong ván đấu từ đầu đến giờ. Và điều mà tôi muốn nói chính là một cái màn trình diễn đang rất là sáng của tân binh bên phía Viking khi đối mặt với một kèo không phải là dễ với Kia Gia. Và anh ta gọi Bia lên. Bia có thiêu đốt, tốc biến làm choáng. Có một tình huống bắn chiêu cuối của Neo lên để hỗ trợ. Kia cũng câu được khá nhiều thời gian. Và anh ta chặt tí nữa thì gãy Nanoe trụ bắn. Và Kia Gia có mạng hạ gục. Sau đó KT tốc biến thẳng lên và không dậy được nữa. Nhưng Kia Gia vẫn xuất sắc với pha xử lý của mình. Cả hai bên, hai đường trên của hai đội đều đã có những pha xử lý thực sự vô cùng mãn nhãn. Họ quẩy trong trụ nhưng tạm thời phía dưới đang bị tấn công đến cho Shogun. Anh ta bị giữ chân lại và bắt buộc phải lùi về tầm trụ. Shogun vẫn còn tốc biến. Elio và Neo thì khá là đe dọa, bắt buộc xạ thủ của Viking phải chạy. Tốc biến thả Hilo tầm nhiệt. Levi đã tới, hạt long lóc nó không trúng nhưng vẫn khép góc. Và Shogun gục ngã. 4-1. Và gói thuốc súng này gần như đó là án tử cho Shogun rồi. Imo là người có mạng hạ gục. Họ sẽ có khoảng trống ở nửa dưới. Nhưng rừng của đối phương thì cũng chỉ còn mỗi 7 người sói mà thôi. Họ sẽ làm gì? Levi cướp sói. Thì trên này Guri ăn 3 con sâu tiếp theo thôi. Sẽ là một cái thế xấu sâu dành cho Viking. Tôi nghĩ rằng Viking vẫn đang có khá nhiều lợi thế. Gam nỗ lực trong việc gỡ gạt lại khoảng thời gian vừa qua. Họ cũng gỡ gạt lại được một chút với pha xử lý tốt của Kia Gia. Nhưng ở đường giữa thì Emo đang gặp nguy hiểm. Guri thả mèo khá tốt. Nhưng với dặm nhảy tên lửa, Emo vẫn thoát đi được. Áp lực vẫn có. KT 4 lớp giáp trụ. Đây là điều tôi vừa muốn nói. 4 lớp giáp trụ cho KT và thậm chí anh ta cũng đón được một màn hạ gục đường trên. Cấp độ 10 đã có. Levi đang nhắm vào Guri. Levi đang có rất nhiều sự hỗ trợ đến từ Imo và cả Neo nữa. Và KT là người nằm xuống mạng shutdown cho Imo. Gam đã gỡ lại được khá nhiều sau pha vừa rồi. Hai mạng liên tiếp rơi vào tay của Imo. Một mạng của Shogun, một mạng hạ gục shutdown khu vực đường giữa. Imo đang rút ngắn về khoảng cách tiền nhà Gabi Sport. Nhưng khu vực đường dưới là một khoảng trống cho Shogun để có thể lấy thêm lớp chấp trụ thứ hai. Sau khoảng thời gian đi đường tốt hơn đến từ bên phía của Viking thì Gam đã bắt đầu tăng tốc để có ý định giành lại được lợi thế. Và mặc dù họ vẫn đang bị dẫn trước khoảng chừng 1.000 so với Viking, nhưng họ đang đẩy được tài nguyên cho Imo với hai mạng hạ gục và cái lưỡi hái của anh ta còn chưa tích xong nữa. Đây vẫn sẽ là một hộp súng khá đáng gờm của Gam Esports. Còn ở cánh trên, Nane đang cạ với lại Kia Gia và anh ta cực kỳ tự tin trong kèo này. Lui nhẹ ra vẫn bị dính xiên xích địa ngục. Quay lại thì sát thương quá nhiều đến từ Kia Gia, không có tốc biến, đang chờ đợi cú lướt lên để có thể dứt điểm. Và Nane sẽ phải nằm xuống solo kill cho chiến thần của Gam. Ở thời điểm khi mà cái quỷ kiếm Duckin của Atrox đã bắt đầu có những cái điểm hồi chiêu, 5 điểm rồi.
anh ta sẽ có khả năng trả sát thương ngược trở lại trong những cái tình huống mà Nano anh ta lao lên với cú cắt và sắc, và khi không còn e nữa thì con cá sấu này sẽ bị bổ ngược. Và đây chính là một cái ví dụ mà điển hình trong những cái kèo xử lý cá sấu của Arok. Tôi nghĩ rằng phần nào đó cái kết quả tốt ở trong giai đoạn đầu đi đường đã giúp cho Nano có được sự tự tin, và cũng chính sự tự tin đó đã trở thành một liều thuốc độc đối với anh ta trong tình huống cạn nhiệt với lại Kiaya. Và không phải tự nhiên mà cái vị trí top 1 server đường trên Kia được giữ qua biết bao nhiêu mùa giải vừa qua. Điểm khác nhau đó là chính là sự bình tĩnh giữa Kia cùng với Nanoe. Tôi vừa định nói đó chính là khi mà con cá sấu này lên được cái nguyệt đao, đó sẽ là cái thời điểm cực kỳ khó khăn dành cho Kia. Nhưng anh ta ngay lập tức có một mạng solo kill, và người hoàn thành nguyệt đao trước đó chính là Aatrox thuộc về Kia. Hai điểm hạ gục, trong đó có một pha solo kill vừa rồi đang giúp cho Kia đã đạt ngưỡng sức mạnh trước. Không chỉ là nguyệt đao, anh ta đã lên cấp 11 trước. Và Gam có lẽ đang muốn giành lại quyền kiểm soát ở khu vực mục tiêu sắp tới, cụ thể là con rồng chuẩn bị ra sau khoảng chừng 40 giây nữa. Đội hình của Gam đang di chuyển chung với nhau để kiểm soát tầm nhìn. Tạm thời bây giờ Viking sẽ còn bộ lợi cua để lấy một chút xíu thông tin. BA đang đi thẳng về phía đội hình của Gam. Anh ta quyết định rằng mình phải chạy. Sogun đứng kế bên hỗ trợ. Guri đã bắt đầu hạ chiêu cuối. Imo đã bắn cung ánh sáng khá tốt. Sát thương của Viking vẫn còn phải được đẩy vào, nhưng họ không thể nào cứu được BA. Và phản công đến từ Viking không thực sự hiệu quả. Guri cũng hết máu, anh ta chạy không được và cũng gục ngã. Nhưng KT lúc này lao thẳng vào ba thành viên của Gam, và đó là pha tự sát của KT. Anh ta gục ngã trong vòng tay của người đồng đội cũ. Một pha giao tranh mà bên phía của Viking để cho BA là người face check, và anh ta đi một mình. Gam tổ chức bắt lẽ cực kỳ hay. Ở trước thời điểm đó thì cái phép tốc biến hồi duy nhất chỉ nằm trên người của Nanoe thôi, và đó cũng là người không có mặt trong pha giao tranh này. Những cái phép bổ trợ quan trọng Viking không có. Và sau khi mà KT anh ta đang quá hăng hái thì Levi bơm cho anh ta ngay một liều thuốc ngủ với khúc ru rừng thẳm nằm xuống, và con rồng sẽ nằm trong tay của Gamistot. Chúng ta cùng xem lại pha giao tranh mà Viking rõ ràng là những người đã chủ động hơn. Pierre hơi bị giật mình trong pha này, và một tình huống giao tranh cực kỳ rời rạc đến từ bên phía của Viking khi mà Pierre nằm xuống. Tôi nghĩ rằng khá là nhanh trước khi đội hình của Viking kịp thời tập trung lại và đã có những quyết định xử lý không thật sự chính xác đến từ bên phía của Viking, đặc biệt là trong pha tự tin của KT lao thẳng vào ba họng súng của Gam. Và cái kết là Gam đã giành lại toàn quyền kiểm soát ván đấu này. Hơi đáng tiếc thì được KT, xin lỗi các bạn, là anh ta không dính cái khúc ru đường thẳm mà anh ta dính ràng buộc của Senna. Và khi anh ta lao vào thì đó là một lượng sát thương xả free đến từ Lydia cùng với Senna trong tay của Neo. Giờ đây thì Gam đang có một con quái vật nữa đã xuất hiện sau chiến thần Kia đường trên, là một con Tristana 3 mạng của Imo. Chỉ cần anh ta không có những tình huống nhảy mất kiểm soát thì tôi nghĩ rằng giai đoạn giữa của ván đấu này Gam đang có rất nhiều lợi thế về mặt sát thương. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Viking vẫn tỏ ra tự tin, họ đang muốn giữ đợt lính ở khu vực cánh dưới để cho trụ phá càng nhiều càng tốt, và đang hướng tới cái trụ đầu tiên của mình trong ván đấu này. Viking vẫn đang muốn giữ nhiệt trận đấu, tại vì họ biết nếu như để kéo dài thì với Maokai chỉ với một món phép thuật, đó là mặt nạ Dodeland Rai, sẽ không đủ nguồn sát thương phép thuật để công kích vào dàn trước đối phương. Nhưng Gam đã có lợi thế, họ hoàn toàn có thể quyết định họ sẽ tấn công vào cuộc sứ giả của mình trên, và Viking chắc chắn sẽ bỏ. KT đang ở cánh dưới để cố gắng đẩy nốt một đợt lính nữa, và Gam hoàn toàn có quyền kiểm soát khu vực hang sứ giả. Các bạn thấy vừa rồi là không có bất kỳ một tầm nhìn nào của Viking ở khu vực đó, thì họ bắt buộc phải bỏ con sứ giả đó. Nhưng Viking có cái lợi thế rất là lớn, đó là khu vực đường giữa. Do giai đoạn đi đường KT vẫn làm tốt, thì hiện tại Gam không còn trụ một đường giữa. Bất kỳ một pha triển khai nào của họ xung quanh khu vực này phải cực kỳ cẩn trọng nếu như không muốn có những pha tạt cánh đến tâm thi của Viking. Bia đang muốn vòng sau, tuy nhiên anh ta đang là một người cô đơn nha, cần phải di chuyển về hướng của những đồng đội mình. Chạm mặt TV rồi. Không. Bia vẫn đang bị cô lập. Guri đứng kế bên, KT tới, Nana tới. Họ đang tấn công vào Kia và cung ánh sáng trải dọc đội hình của Gam, và họ dứt điểm được Kia và Emo đang lao thẳng vào phía đội hình của bên phía Viking, và anh ta vẫn đang có rất nhiều khoảng trống. Bia đứng kế bên chung với lại Sogun. Pha loạn chiến này thì Gam đang có một chút xíu lợi thế sau khi dứt điểm được bên phía của KT. Thì hai đội hai anh là hai đội hai à? Hai đội hai. Một lần nữa tôi thấy là KT anh ta bị ru ngủ thật. Anh ta lao thẳng vào ba thành viên đối phương, và lần này là đúng là về nhà luôn. Lần này cái kịch bản giao tranh nó khác hơn so với lần lúc nãy, đó là mục tiêu mà BA bắt vào không chạy kịp. Lúc nãy là cung ánh sáng của Sogun đẩy vào người của Neo, nhưng Neo tốc biến kịp, còn lần này Kia không tốc biến, cho nên anh ta thật ra là anh ta không kịp sử dụng tại vì CC là quá nhiều. Pha mở giao tranh tôi vẫn cảm giác hơi nguy hiểm một tí cho bên phía của Viking, nhưng khởi đầu thì họ đã làm rất tốt khi mà nhanh chóng dứt điểm được con Aatrox của Kia nha. Khung ánh sáng cũng rất là đẹp nha. KT bay vào giữa ba thành viên đối phương xong ngủ. Có rất nhiều người thấp máu, nhưng cuối cùng thì kết quả
là mỗi đội có được 2 mạng và chúng ta đang có một ván đấu rất cân tài cân sức. Mặc dù là điểm hạ gục bên phía của Gam đang nhỉnh hơn, nhưng mà tiền trên lệch chẳng đáng là bao cả. Tiền đang là cân bằng dành cho cả hai đội tuyển. Tuy nhiên tôi nhìn thấy là Viking nói đi nói lại họ vẫn đang có lợi thế về mặt tầm nhìn khu vực giữa. Còn Gam họ đang dồn tiền cực kỳ hiệu quả dành cho Imo với 502 điểm hạ gục. Chính xác, đây là một con Tristana hiện tại với một cái lượng trang bị hơi bị vượt trội so với thời gian mà Imo đang cầm trên người. Gam vẫn còn một con mắt sứ giả chưa được kích hoạt, nhưng họ phải cân nhắc một tí tại vì cái trụ một đường giữa của Viking á ở thời điểm hiện tại gần như là đầy máu đúng không? Khi mà KT làm tốt giai đoạn đi đường thì thả khu vực đường giữa nó vẫn sẽ hơi khó một tí. Gam đang áp lực ở khu vực cánh trên và Pierre đang tiến lên, anh ta không giữ chân bị Imo, cú dầm nhẹ tên lửa được kích hoạt khá là tốt. Hơi khó tại vì phía sau Imo đó là Levi cùng với Neo đứng sẵn sàng để hỗ trợ. Những cái nhịp tấn công nó quá xa khu vực đường dưới. Đây là hai đường trên đánh nhau à. Khó. Nane đã rút kinh nghiệm, anh ta cạ nhiệt thì anh ta sẽ giữ cái sắt lại để anh ta thoát đi sau khi mà cạ. Cho nên là sẽ khó hơn cho Kia nếu như thực sự muốn có một pha solo kill nữa. Nếu muốn sử dụng cả cắt và sắt thì trừ khi đối phương mất đi cú sàn xiên xích địa ngục. Đúng rồi. Thì lúc đó bạn mới có thể đánh free một chút xíu. Còn nếu không thì sẽ gặp lại cái tình trạng lúc nãy và đối phương hoàn toàn có thể hạ gục ngược. Chúng ta sẽ có một cái bản đồ rồng hóa kỹ. Và chắc chắn là rồng thực ra nó chỉ là cái cớ thôi để hai đội bắt đầu hẹn nhau. Lúc này thì Viking là những đội đang chủ động hơn trong việc kiểm soát tầm nhìn trong phần rừng của đối phương, vừa kích một cây hoa soi sáng cường hóa để đảm bảo rằng Gam hiện tại đang không có tầm nhìn gì cả khu vực này. Nhưng Gam có một cái mắt ở phía sau tường có thể được sử dụng để dịch chuyển. Cung ánh sáng vừa rồi bắn tốt, sứ giả được kích hoạt. Chưa ai hồi dịch chuyển cả. Bên phía của Gam hiện tại vẫn chưa có dịch chuyển, những con mắt đó tạm thời chỉ là lấy tầm nhìn phía sau mà thôi. Và Gam vẫn đang cố cấu rỉa tầm xa với hạt lăn lóc của Levi. Tuy nhiên bên phía bên kia đó là Cocky với tên lửa định hướng và Ezreal với phát bắn thần bí. Khả năng cấu rỉa là vượt trội hơn dành cho Viking Sport. Hai bên cái điều tiên quyết mà Viking cần làm thì hiện tại đó là giữ tầm nhìn spacing để cho hai xạ thủ có thể cấu rỉa máu trước. Hai bên đang cố gắng cấu rỉa trước. Móc mỏ neo đã thành công nhưng đó là một con Lyuna khá là trâu. Vẫn quyết định mở ngược trở lại. Phải giao tranh phía dưới, Levi bị bắt. Hai thành viên của Viking tấn công vào Levi. Levi đang cố gắng chạy bia tiến tới. Levi là người đầu tiên gục ngã và Gam bắt buộc phải rút lui. Elio móc vào tường để chạy. Đội hình của Viking vẫn còn đủ người. Liệu họ sẽ quyết định như thế nào? Quyết định của họ là an toàn ăn rồng. Levi kẹt giữa vòng tay đối phương và hình như đó là KT đúng không? KT và Guri. Bảo là Levi tới giờ đi ngủ rồi. Anh ta phải nằm xuống và con rồng thứ 3 của ván thi đấu này sẽ nằm trong quyền kiểm soát của Viking. Levi tôi cũng chưa rõ lắm là anh ta cái góc tiếp cận của ta như thế nào trong pha vừa rồi khi mà anh ta đã bị chia cắt khỏi đội hình của Gam trong một tình thế là con Lilia của anh ta không có tốc biến. Khi đó thì rất là khó cho đội trưởng của Gam để có thể thoát đi. Chúng ta cùng xem lại pha này. Khởi đầu thì Levi vẫn đang đứng chung với đồng đội của mình. Anh ta đứng chết xuống cánh dưới thì pha giao tranh diễn ra. Và anh ta đã phải né. Anh ta không né được cái quyền lực thiên nhiên. Levi đi thẳng vào quyền lực thiên nhiên. Anh ta đi qua tầm nhìn rồi. Tại lúc trước đã có một con mắt. Guri vẫn đứng đó để có thể hỗ trợ cho KT và nhìn vào cái thời điểm Levi muốn vòng sau. Guri quay ngược ra lại tấn công vào. Thì Levi như đã nói, với combo Maokai Lyuna thì con Lilia này rất khó để vào, trừ khi Lilia có được cái đồng hồ cát. Nhưng mà ván đấu thì vẫn căng. Và vừa rồi thì chỉ dừng lại ở việc Viking là đổi lời một mạng và họ có thêm một con rồng nữa. Hai bên thì tiếp tục là tôi nghĩ chắc là vờn nhau lòng vòng quanh hai khu vực mục tiêu là hang rồng với lại hang Baron. Chỗ nào còn mục tiêu thì sẽ cần phải có tầm nhìn để kiểm soát. Đây là bản đồ linh hồn rồng hóa kỹ. Mặc dù con rồng này nó không đem lại nhiều sức mạnh như những con rồng khác, tuy nhiên những con tướng như là Lyuna, là Maokai, Aatrox hay là Raten vẫn tận dụng con rồng này khá là hợp lý. Và thậm chí là những cái hạt thông được cường hóa cũng sẽ là một công cụ để cho hai đội tạo ra những cái tình huống vòng sau hay là tạo ra những đột biến mà đối phương không thể trở tay kịp. Tôi vừa thấy hoàn thành thêm một cái giáp máu warmock nữa bên phía của Viking. Họ hiện tại đang có Guri và Pierre là những người có thể đưa người ra để hứng kỹ năng định hướng của đối phương, cụ thể là những cái hạt lăn lóc. Và sau đó rút lại một tí, chờ đợi thời gian để có thể hồi phục lại được. Trong khi đó thì Gam họ sẽ có khả năng hồi phục không phải đến từ những cái giáp máu qua mốc, chưa có cái nào cả, mà sẽ là khả năng hồi máu đến từ Neo. Baron đã xuất hiện ở bản đồ, tuy nhiên cả hai đội chưa dám tiến vào. Chênh lệch hiện tại gần như là không có từ cả hai đội tuyển, cho nên họ không dám lao vào một pha Baron 50-50. Thậm chí là nếu như bây giờ những pha di chuyển để bị bắt lẻ sẽ là cái tiền đề để hai đội va vào nhau và Guri đang là người đi lẻ. Anh ta cần phải lùi về, cần có sự hỗ trợ. Rõ ràng bây giờ cắm mắt thì không đi một mình được, cắm mắt phải đi khá là đông, ít nhất là phải một tổ đội hai người trở lên. Vừa rồi thì Viking là những người ít người hơn ở khu vực hang Baron. Gam có 4 người, Viking chỉ có 2, cho nên là Gam tạm thời giành quyền kiểm soát tầm nhìn ở khu vực hang Baron.
Nhưng với một cái thế trận cân bằng như thế này, và đặc biệt là thực lực của hai đội thời điểm hiện tại đang khá là cân, thì không ai dám mạo hiểm cả. Viking đang muốn đánh thì phải, họ đang kéo cả BA cùng với Nanoe xuống. BA đang tìm góc. Hãy dừng hết lên, chỉ làm chậm mà thôi. BA vẫn đang từ từ tiến lên. Levi đang đánh dấu được rất nhiều người, nhưng ta buộc phải tốc biến rất nhanh, sát thương cực kỳ nhiều đến từ Viking. Hắc ám soi rọi trải dọc ra, Kia từ phía sau lao tới và điểm hạ gục dành cho Gam. Và tiếp tục chắc chắn là Viking đang phải rút lui, họ phải đánh lùi. Những quả tên lửa định hướng không thành công lắm. BA là người bị móc mỏ neo lại và anh ta gục ngã. KT đang bắn vào Kia, nhưng rõ ràng sát thương không phải là quá nhiều. Lợi thế về người đã có. Gam đang suy nghĩ về việc tiến về khu vực hang Baron. Người chủ động tấn công là Viking Sport khi mục tiêu họ nhắm vào là Levi. Vẫn như thường lệ, một con Lyra không có quá nhiều độ cơ động sẽ là mục tiêu mà họ nhắm tới. Nhưng sát thương chủ lực họ là KT chưa kịp tới giao tranh, còn ngược lại Kia ra vòng sau với tình huống bộ quỷ kiếm Viking hai lần trúng chính xác vào đối phương. Nhưng tạm thời Shogun đang cấu rìa đội hình đối phương từ bên ngoài. Baron còn khá nhiều máu. Gam đang tấn công quá nhiều mục tiêu cùng lúc. Baron vẫn đang nhổ họ và Shogun đang liên tục gây sát thương. Gam quyết định sai lầm rồi, ba mạng cho Shogun. Đó là tình huống mà Gam đã mất gần như là tất cả, còn Viking vẫn còn cái trừng phạt. Nào, đây là một con Senna có tốc biến, anh ta sẽ làm được gì với ba thành viên của Viking vẫn còn khá là ít máu. Nào lao vào, Shogun nhảy ra và đó là Nào với màn tắt điện, nhưng ngay lập tức Nào có mặt để dứt điểm xạ thủ đối phương. Baron vẫn sẽ có cho Viking. Những nỗ lực đến từ Nail chỉ có thể gỡ lại được mạng của xạ thủ đối phương thôi. Sẽ là Baron 4-1 trên người của Viking Esports. Gam đã quá tham lam trong tình huống tấn công vào Baron. Họ đã không thực sự quyết đoán khi giao tranh nổ ra với ba thành viên phía bên ngoài của Viking. Vẫn còn 2-3 thành viên của Gam chịu sát thương từ Baron. Và với một đội hình không thực sự có chống chịu tốt trong pha vừa rồi, thì rõ ràng là Gam đã không thể nào có pha giao tranh thành công. Baron gây quá nhiều sát thương. Đây, rõ ràng như chúng ta nói, đội hình của Viking Sport họ sở hữu hai xạ thủ tay rất dài, đó là Koki cùng với Ezreal. Và khi đội hình của Gam có cùng với Hamaron, họ chẳng khác nào những bao cát để cho Shogun cùng với KT xả đạn vào cả. Và họ đã bị hủy diệt hoàn toàn. Nail có lẽ anh ta đã muốn về, nhưng cái tình huống dịch chuyển bọc đầu đó từ Nare đã khiến cho Nail quyết định là sẽ phải ở lại. Anh ta sẽ cố gắng làm được tất cả những gì mà có thể, và anh ta chỉ có thể gỡ được mạng xạ thủ đối phương mà thôi. Như vậy là bên phía của Viking đã có một mục tiêu vô cùng quan trọng. Câu hỏi đặt ra cho họ thời điểm hiện tại là sẽ tận dụng bùa lợi Baron như thế nào. Khoảng chừng 2 phút nữa để họ hướng về những công trình của Gam. Nhưng trước hết có lẽ sẽ là đẩy cao đường giữa và di chuyển thẳng ra con rồng. Một tình huống dịch chuyển lên khu vực đường trên đến từ Imo. Có lẽ Gam sẽ quyết định là buông bỏ con rồng này khi họ đã mất toàn bộ những phép bổ trợ tốc biến quan trọng ở nửa cánh dưới rồi. Tôi nghĩ đó là quyết định hợp lý. Gam đang không ở thế để có thể cạnh tranh rồng được, thì dùng thời gian đó để cố gắng áp lực ở những đường khác. Sau lưng của Imo có Levi, nhưng sau lưng của KT ở đường trên cũng có Bia để có thể phòng ngự. Đây là một giai đoạn cực kỳ khó khăn cho Gam Esports khi mà người xanh sao nhất của họ là Imo đang chạm ngưỡng trang bị, đó là ba trang bị lớn kèm giày. Thì nhìn ngược lại, hai carry của Viking là KT cùng với Shogun cũng đã đuổi kịp lượng trang bị của anh ta rồi. Có nghĩa là lượng tiền mà Gam dùng rất nhiều dành cho Imo cũng đã được đuổi kịp, và thậm chí là hai người. Gam thực sự có một cái quyết định dịch chuyển đẩy cánh trên rất là tốt, và họ đang khiến cho cái bộ lợi Baron của bên phía Viking không thực sự được phát huy tác dụng. Xiên xích địa ngục đã trúng, Nail có mặt ở đây. Một cân hai hơi khó cho đường trên của Viking. Nail quyết định đứng lại bởi vì ta không còn đường lui nữa, cắt và sắc về phía của Nail. Nhưng có Kia Gia đứng kế bên, thì Kia Gia là người dứt điểm Nanoe. Những nỗ lực đến từ Nanoe, anh ta muốn quay ngược trở lại để có thể hạ gục bộ con Senna. Nhưng thậm chí tôi nghĩ là nếu như anh ta tốc biến chạm vào người thì cũng đó là một cái thanh tẩy. Bia anh ta chơi hơi lớn, nhưng ở thời điểm hiện tại có hai con rồng hóa kỹ có trên người và thậm chí là một cái giáp máu, vẫn có khả năng hồi phục được trở lại. Và đó là điều mà Bia phải làm, anh ta phải lui ra phía sau để chờ đợi cái giáp máu Warmog hồi phục lại được. Nhưng như đã nói trước đó, cái quyết định đẩy cánh trên của Gam là một quyết định rất là hay. Các bạn đang thấy trong vòng 2 phút vừa qua, Baron Bao Play của bên phía Viking không tăng tiền mà giảm tiền từ 1.700 xuống còn 1.200. Những bước di chuyển vô cùng hợp lý khi mà khu vực nửa dưới không ai hỗ trợ cho Nanoe. Nail di chuyển xuống để kết hợp cùng với Kia, và pha đó là pha nằm rất là nặng. Nó vừa giải tỏa cho Gam trong cái đợt phải phòng ngự ở hai cánh, và nó vừa lấy luôn cả cú tốc biến của con K6. Và khi K6 không có tốc biến thì áp lực vào những mũi carry sẽ rất nhỏ. Lúc này thì bên phía của Viking, tôi nghĩ rằng tôi đang nhìn lại đội hình của họ một chút xíu, thì tôi cảm nhận rằng con rồng hóa kỹ này đúng không phải là một con rồng mạnh nhất trong số các linh hồn rồng mà họ có thể lấy, nhưng nó vẫn khá là tốt. Tại vì về căn bản họ vẫn sẽ có Renekton, con Mauka bây giờ đã lên chống chịu, Leona cũng là vị tướng bây giờ bắt đầu hướng thẳng lên những trang bị chống chịu. Thì việc có thêm sự lì lợm trong những pha giao tranh
chúng ta đang thấy nãy giờ kéo khá dài. Ừ. Thì con rồng hóa kỹ này cũng sẽ là một trong những điều kiện thắng mà Viking đang cần hướng tới. Ngay lúc này thì còn tới hơn 2 phút nữa. Câu chuyện bây giờ lại tiếp tục là việc triển khai tầm nhìn mà thôi, sẽ không ai dám liều đâu. Chính xác là con rồng hóa kỹ này rất có lợi dành cho những vị tướng cơ bắp. Và tạm thời thì Viking vẫn đang là người tận dụng nó tốt hơn khi liên tục di chuyển chung với nhau. Nhưng những bước di chuyển tiếp theo phải có những con mắt hỗ trợ dành cho Nanoe. Tại vì thời điểm hiện tại ta không còn cú tốc biến nữa. Và nếu như bị vây bởi nhiều người, đó sẽ là một điều rất khó khăn dành cho đường trên của Viking Sport. Bia đang là hỗ trợ có rất nhiều những pha di chuyển để đảm bảo lượng tầm nhìn của Viking có ở cả hai khu vực mục tiêu. Hãy nhìn lên đồng hồ đếm mục tiêu của chúng ta. Baron ra trước so với lại rồng thì chắc chẳng cần phải có nhiều tầm nhìn hơn ở khu vực hang Baron. Và Viking đang là đội làm điều đó tốt hơn. Ở khu vực hang Baron hiện tại, đội có tầm nhìn vượt trội là Viking. Ui, Imo đang nhảy qua để né tầm nhìn. Thấy rồi. Nhưng anh ta đã bị lộ bởi cái thấu kính rồi. Hai người đường dưới, Viking thấy hơn người, họ mở khu vực đường giữa. Gam đang bỏ chạy, họ biết rằng họ phải chạy. Quyền lực thiên nhiên không trúng ai cả. Móc Manel phản công ngược lại, nhưng đây là một con Leona khá là trâu. Phần còn lại của Viking cũng đang tới. Nane sẽ di chuyển từ phía sau. Levi lao thẳng lên với cú tốc biến. Hắc ám sau lại không nhiều sát thương lắm, nhưng họ bắt được KT và Gam dứt điểm ngay lập tức. KT Guri quyết định phải ở lại, nhưng sát thương của Viking đã không còn nhiều nữa. Sowon không dám đứng cao và bắn. Lợi thế về người dành cho Gam, nhưng mục tiêu hiện tại chỉ có những công trình mà thôi. Và Gam sẽ tiến vào lấy đi trụ một đường giữa của Viking. Họ thấy đợt lính vẫn còn, thời gian hơn người của họ vẫn còn. Họ đang từ từ tiến vào khu vực đường giữa. Viking mới chỉ có 3 người ở đây. Bia đang phải bấm B về nhà mà ta mất khá nhiều thời gian đi bộ ra. Gam tiến thẳng vào, họ giao tranh trong trụ. Và họ đã giữ chân được Guri, người không có tốc biến. Nhưng Sogon đang bắn lại khá là rác, bắn liên tục vào đường của Gam. Và Kia Gia là người đầu tiên nằm xuống. Sogon đang xả sát liên tục và ta tốc biến lên và dứt điểm hai thành viên của Gam. Xạ thủ của Viking bắn cháy và anh ta bắn tất cả mọi thứ trước mặt của anh với dân của Quy. Cùng ánh sáng, rất tiếc là không trúng Neo, là người duy nhất còn sống sót. Gabi Sport họ gỡ được hai trụ, tuy nhiên họ bỏ liên tục lập bốn mà hạ gục. Và bây giờ Viking họ sẽ lấy trụ hai và thậm chí sẽ là Mega, khi Senna là vị tướng duy nhất đang tồn tại trên bản đồ, sẽ có trụ hai của được giữa dịch chuyển. Viking không ngừng lại, họ sẽ lấy Mega, họ có hai dịch chuyển. End được không khi mà tất cả thành viên đối phương đang hồi sinh với hơn 20 giây luôn à. Sáu sâu, tốc độ phá công trình của Viking là cực kỳ nhanh. Và trước mặt họ lúc này chỉ là một con Senna, và không cách nào Neo có thể ngăn chặn được binh đoàn Viking tiến vào. Viking vươn lên dẫn trước 1-0. 1-0 dành cho Viking Esports. Và tôi vừa thấy được logo của Bầy Trâu, những di sản của Bầy Trâu, và họ một lần nữa đã thể hiện sức mạnh của mình trước Gam Esports. Một pha giao tranh, Gam ngỡ như là người thắng lợi, họ ngỡ như họ đang có lợi thế, gỡ hai trụ liên tiếp, tuy nhiên Sogon vẫn còn đó. Xạ thủ mạnh nhất của Viking Sport và của Sài Gòn Buffalo đã lên tiếng ở ngay cái thời điểm mà tập thể cần anh ta nhất. Đại tướng quân của Viking đã lên tiếng cực kỳ dõng dạc trong pha giao tranh ở khu vực đường giữa. Tôi rất tò mò muốn xem số sát thương.